Tàng lộng. Tàng, chữ Hán là tảng. Lộng, chữ Hán là cái. Bảo cái là cây lộng quý để che tượng Phật thờ nơi chùa. Cây tàng có địa vị cao hơn cây lộng, đứng trên cây lộng. Trong tòa thánh, hai bên 7 cái ngai, mỗi bên có đặt 3 cây tàng. Cây tàng trên màu vàng, cây tàng giữa màu xanh và cây tàng dưới màu đỏ. Còn phía dưới mỗi bên có 3 cây lộng thì đặt sen với vàng bát bửu. Trong báo âm từ thờ Đức Phật Mẫu, hai bên nội nghi, mỗi bên có 3 cây tàng. Cây tàng màu vàng đặt ở trên, màu xanh ở giữa và màu đỏ ở dưới. Còn phía dưới là vàng lỗ bộ, mỗi bên có đặt sen 2 cây lộng. Trong tang lễ, nơi bàn hương đặt bửu ảnh, hàng tiên vị mới có tàng và lộng. Hàng thánh vị không có tàng, chỉ có lộng. Tang lễ Đức Giáo Tông, chưởng pháp và các phẩm tương đương, tiên vị, nơi bàn hương đặt bửu ảnh, hai bên có 2 cây tàng và 2 cây lộng. Tang lễ đầu sư và các phẩm tương đương, tiên vị, hai bên bàn hương đặt bửu ảnh có 1 cây tàng và 2 cây lộng. Tang lễ chánh phối sư, giáo hữu, thánh vị, nơi bàn hương đặt bửu ảnh chỉ có 2 cây lộng. Tang lễ hàng lễ sanh và phẩm tương đương, thần vị thì chỉ có 1 cây lộng. Phướng, chữ Hán là phan, chữ Nôm là phướng, là lá cờ hẹp mà dài, dùng riêng trong tôn giáo. Lá phướng có bề ngang nhỏ, bề dài khá dài, thường được treo thẳng đứng. Đuôi phướng có hình nhọn hay hình đuôi cá, hay bằng ngang mà có gắn thẻ nhỏ, tùy theo loại. Trong đạo Cao Đài có nhiều loại phướng, kể ra phướng tòa thánh hay phướng thánh thất, phướng Phật Mẫu hay phướng điện thờ, phướng thượng phẩm, phướng thượng sanh, phướng tiêu diêu, phướng truy hồn, phướng tiếp dẫn. Các lá phướng trong đạo Cao Đài thường có hình chữ nhật, đuôi phướng bằng ngang, có nhiều thẻ nhỏ thòng xuống, bề dài, bề ngang. Số thẻ thường rơi vào các con số 3, 9, 12 hay các bội số của chúng. Bên Phật giáo, phướng là món đồ trang nghiêm của Tam Bảo để biểu dương oai đức của Phật, cũng như cờ xí để biểu dương oai đức của một vị đại tướng. Lá phướng treo lên là tỏ cái ý nghĩa cầu đảo phước đức. Ở Việt Nam, trên mặt lá phướng thường có đề hàng chữ lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Ở Tây Tạng thì lại đề lục tự thần chú Úm Mani Bát Mê Hồng. Phía trước sân chùa, nơi khoảng đất trống, trong dịp lễ lớn như lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, đều có dựng cột phướng cao và treo lên một lá phướng lớn và dài, phất phơ trước gió, trông rất đẹp mắt, có ý nghĩa là cầu đảo phước đức cho các Phật tử và dân chúng trong vùng. Trong nhà chùa, các thứ như tràng, cờ, phan, phướng, bảo cái, lộng quý là những món trang nghiêm được gìn giữ cẩn thận, cũng như gìn giữ Tam Bảo, tượng Phật, kinh Phật, y bát và tích trượng. Hồi Đức Phật hiện ra ở thế, chư thiên thường dùng 3 món cờ, phướng, lộng mà hầu hạ Đức Phật. Cờ và phướng để biểu dương công đức của Phật, lộng để che hầu Phật là bậc đáng tôn kính hơn hết. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh có chép chuyện phướng động. Khi Lục Tổ Huệ Năng ra đến chùa Pháp Tánh tại Quảng Châu gặp Ấn Tông Pháp Sư giảng kinh Niết Bàn, lúc ấy có gió thổi, lá phướng trước chùa lay động. Một sư nói gió động, một sư khác cãi phướng động. Hai sư cãi hoài không ai chịu thua ai. Huệ Năng bước đến nói: chẳng phải gió động, chẳng phải phướng động, ấy là tâm của hai vị động. Phướng linh. Linh là linh thiêng, phướng linh là cây phướng huyền diệu. Kinh cầu hồn khi hấp hối. Tây phương tiếp dẫn đạo nhân, phướng linh khai mở nẻo đường lôi âm.